tiền bạc vàng luôn. Vàng nè, vàng và là cái gì chú? Công nhân nữ trang là dây chuyền. Vàng có gì dây chuyền? Dây chuyền rồi chiếc một chiếc lắc. Một chiếc lắc. Rồi một chiếc nhẫn và một đôi bông tai. Một đôi bông tai. Bốn thứ. Và tổng cộng đó là hết là bao nhiêu tiền? Chú mua tất cả là 26 triệu. Lên chương trình của con một lần này nữa. Lần cuối cùng là chú nếu mà thất bại chú không đi nữa là cái duyên mình không có, cái số duyên mình không được rồi. Nếu à, bây giờ là cái này trước khi tiến kiểm tra vàng coi có phải vàng giả vàng thật không nha. Rồi tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. À, con chào chú Văn nha. À, cảm ơn Tiến. Dạ. Chú cũng mến chào vợ chồng chú Tiến với lại mấy anh em YouTube. Dạ. Chú trở lại Vĩnh Long, chú gặp Tiến để chú nhờ kết nối giữa yêu thương. Dạ. Nhờ vợ chồng chú với lại anh em cũng giúp đỡ chồng cho chú. Dạ. Bây giờ chú giới thiệu lại đi, chú cái này là giới thiệu lại cho từ đầu. À, những cô chú anh chị em nào mà chưa xem được clip của chú á thì chú giới thiệu đây chú tên gì và đến từ đâu? À, chú Canh Dân, Nguyễn Dân. Chú năm nay 65 tuổi, chú đến từ Cần Thiết, Bình Thuận. Chú ngồi. Chú ngồi chú đến từ Phan Thiết, Bình Thuận. Đúng rồi. Dạ. À, rồi chú kể sơ ngang chú làm công việc gì? Cái thời gian trước thì chú nhiều công việc, cái thời gian sau này thì chú mua bán nghề đá quý, chú làm được 35 năm rồi. Rồi vậy được. Rồi thì bữa hổm con cũng có quay chú rồi cũng có kết nối với cái chị gì bữa hổm chị Thúy. Rồi bữa hổm thì chỉ là tâm sự để mà trò chuyện nhau coi hợp không. Rồi chú hổm gài tâm sự với cô ở với chị, chú thấy sao? À, cũng nói cho Tiến biết là cái cô đó rất là tốt tánh, đẹp người đẹp nết, đạo đức. Thì chú cũng tìm hiểu rồi chú và chú điện thoại qua lại, chú ở nhà cô ta một đêm. Ở Vĩnh Long. Buổi sáng mai để cô ta đưa chú ra bến xe chú về. Cô ta nói thôi, rồi chú mới hẹn là hai hôm nữa chú đem đồ sính lễ xuống. Thì thiệt lòng mà nói chú cũng thích cô ta. Rồi chú là muốn cô ta làm vợ thì ra về pháp lý, ra về xã là đăng ký kết hôn luôn. Đăng ký kết hôn thì như vậy là cô ta cũng đồng ý, hai người cũng thảo hết. Bây giờ chốt thì nó có cái sự cố rất là quan trọng. Cái người con trai cô ta là ở ngoài Quảng Nam nó vô là bây giờ không đồng ý, không cho cô ta lấy chú. Rồi bây giờ đối kịch liệt. Rồi bây giờ coi như là cái duyên đó coi như là có duyên mà không nợ ha. Đúng rồi. Thì bây giờ chú muốn trở lại đây là chú quyết tâm để mà kiếm được một người phụ nữ bạn đời. Đúng rồi. Chú là thật tình mà chú muốn kiếm một người bạn để lắp ráp lại được sống cuộc đời còn lại. Cũng nhờ hai cháu, mấy cháu giúp giùm cho chú. Chú có đem sính lễ xuống đây. Có luôn hả chú? Có. Bây giờ vàng, nói chung là dây chuyền, bông tai đủ hết. Vậy là chú sống đầy đủ hết luôn? Đầy đủ hết, có tiền mặt luôn. Vàng nè, vàng là cái gì chú? Công nhân nữ trang là dây chuyền. Vàng có gì dây chuyền? Dây chuyền rồi một chiếc lắc. Một chiếc lắc. Rồi một chiếc nhẫn và một đôi bông tai. Một đôi bông tai. Bốn thứ. Và tổng cộng đó là hết là bao nhiêu tiền? Chú mua tất cả là 26 triệu. Là chiếc lắc. Lắc, nói chung tổng quát hết bốn thứ là 26 triệu tiền. Là vô là 26 triệu. Rồi chú tính đi là cứ nhiều đấy ha. Cứ thì bây giờ từ từ để chú gặp cái cô nào á, chú nói sao chứ bây giờ chú cũng biết nói trước. Không, mà bây giờ nếu mà cái nữ trang đó sắm như vậy là phải người nào mà chú gặp thì thích đâu phải cho đúng không? Ý của chú là bây giờ gặp cô nào mà kết bạn như chú thì chú đeo tại chỗ luôn. Đeo tại chỗ luôn. Vừa rồi nói chung chú cũng buồn cái là anh em cộng đồng mạng chú cũng phê phán chú, nói chú là cũng như không thật, lừa đảo hay là này nọ, không có tiền các bạn đồ, chú cũng nói chung chú cũng hơi buồn. Hôm nay chú cũng vậy, cũng trả lời cho mấy anh em cộng đồng mạng biết. Đó, như vậy để cho người ta khỏi hiểu lầm chú. Không phải là chú là cái dạng lừa đảo. Đó vậy. Coi như là chú bỏ công để đi đến đây. Đúng. Tìm vợ thì bây giờ chú chứng minh là chú có mang tiền. Có hết đây. Và nữ trang đầy đủ hết trơn đúng không chú? Có. Dạ. Rồi bây giờ lên chương trình của con một lần này nữa. Lần cuối cùng là chú nếu mà thất bại chú không đi nữa là cái duyên mình không có, cái số duyên mình không được rồi.
nếu mà lần này không được là thôi luôn. Thôi luôn. Vì rồi gặp cô Thúy thì chú rất mừng, cô đó cũng thương chú cũng thương, thì cô đó hiểu chú mà. Nói chung anh em trong cộng đồng mạng hiểu lầm chú, nhưng mà cô này gặp trực tiếp chú ở chú một đêm. Thì hai người rất là tôn trọng nhau, không có gần gũi gì hết. Ngồi nói chuyện rồi chú lấy khách sạn gần nhà cô Thúy chú ở Vĩnh Long. Hồi sáng mai chú về, rồi cô ta ăn hai người đi ăn sáng là về. Mà hiện tại cách đây hồi sáng này thì chú có xuống. Hai người cũng bệnh viện khóc luôn. Bây giờ con nó như vậy, nó không chịu như vậy, bây giờ cách nào đâu. Đó là chú, nếu mà làm đám cưới ra thì tổ chức ra thì con đó quậy. Không cho làm. Chú cũng đâu có dám, còn cách nào mà chú vẫn thương, cô đâu vẫn thương. Nhưng mà thương chịu thôi, bây giờ anh sẵn đây cũng cầu chúc cô Thúy á, rồi gặp một người ở gần đây, trong tỉnh đó gần nhà gần cửa để hạnh phúc sau này. Cũng như có nợ, có duyên mà không có nợ. Rồi cô đó cũng kiếm mối tình khác thì chú cũng vậy, nhưng mà hai người rất là vui vẻ nhau, chứ không có tranh chấp, không có tranh cãi gì hết. Đó. Mà thật lòng mà nói, chú thật lòng, chú mới mang cái sính lễ được không nhiều, có 25 triệu thôi. Nhưng mà đây là cái lòng thành của chú, vì chú muốn lấy vợ, thật sự chú muốn lấy vợ, chứ không phải cũng cãi chú khoe khoang đâu, chú không có khoe gì hết. Đó. Bây giờ chú đã nói mấy cái clip bữa trước rồi, nếu mà cô nào gặp chú thì chú sẽ tạo cái điều kiện công ăn việc làm, tại chú rất là nhiều, biết nhiều việc. Đó. Nhưng mà chú buồn cái anh em cộng đồng mạng rất là hiểu lầm chú, rồi ném đá chú nhiều quá, chú cũng rất là buồn. Rồi sẵn đây tôi cũng nói với anh em cộng đồng mạng thì cũng thông cảm cho tôi, hiểu hoàn cảnh tôi. Vợ tôi mất rồi, bây giờ con tôi nó ở riêng hết rồi. Tôi kiếm một người bạn tôi hữu hỷ chứ không phải là tôi. Anh em nói là tại sao Phan Thiết đặt buôn đá quý trên đó không có người, tôi đã tìm không được, không có cô nào thật sự hết, tôi mới xuống đây. Tôi nhờ mấy anh em YouTube đó, anh em có thông cảm mà cũng thương tôi vậy. Tôi cũng tha thiết vậy, anh em đừng ném đá tôi nữa. Tôi người thật thà mà, tôi buôn đá quý 35 năm rồi. Mà anh em cứ nói đá trẻ, đá này lừa đảo rồi, tôi cũng buồn quá. Tôi cũng không dám nói anh em còn mạng lại. Đó, tôi cũng lần đầu tôi lên đó thì anh em cũng ném đá quá, tôi cũng buồn quá. Vấn đề răng cổ, răng tôi đây. Răng cổ có đủ hết. Chứ đâu có xíu răng đâu, anh em nói tôi phải trồng răng đồng đồ, ăn cháo đồ, nói tôi buồn. Đó. Nói chung là lên cộng đồng mà ai muốn nói sao nói chú ơi. Bởi vậy. Chứ bây giờ mình cũng đâu có cản được. Bởi. Dạ. Thôi. Bây giờ nói chung ra là chú quyết tâm để mà kiếm một người vợ thì đúng. Chú có xem trên của Tiến đây có để ý cô nào chưa hay là chưa? Cũng chưa để ý cô nào á. Chưa để ý cô nào á. À. Có cô cũng nghe nói tên Thảo Thảo rồi, chú biết giờ thôi, chứ còn chú cũng chưa gặp mặt nữa. Dạ. Đó. À. Nếu mà mong gặp cô đó được là tốt. À. Thì bây giờ chú đem cái số vàng nữ trang và tiền ra coi có sự thật không? Và nói bây giờ phải nói có bằng chứng. Đúng rồi. Chứ bây giờ nói mà không có bằng chứng thì cũng rất là khó, có khi người ta lại hiểu lầm đó chú nổ nữa. Rồi rồi. À, bây giờ chú đưa lên đây cái này, dạ lên này chú, dở cao lên. Rồi cái này là để con kiểm tra coi vàng thật hay vàng giả. Đó đó, giấy vàng đây. Đây là giấy vàng, có giấy không? Có. Đây là chiếc nhẫn. Đó, chiếc nhẫn. Chú cầm lên gì? Đây. Đó, thì hôm nay thì cái gì nó cũng phải có bằng chứng. À, để. Thì bây giờ cái này trước khi Tiến kiểm tra vàng coi có phải vàng giả vàng thật không nha. Đó. Cái này là lắc đeo tay. Lắc đầu tay rất là đẹp nha. Còn đây là con dây chuyền này mới chỉ chú. Chú cũng biết nè, tại chú không để ý. Ủa chú sao? Trong đây nó có cộng. Rồi khoan, để mình kiểm tra này trước đi. Rồi mình coi lại cái giấy cộng. Con dây chuyền này làm rất là đẹp nha. Đây là cộng dây chuyền, mới nãy là chiếc lắc. Rồi đây là chiếc nhẫn. Coi cái chiếc. Nó có đóng ký hiệu này nè. Đóng ký hiệu ở dưới cái. Coi có đóng hiệu không? Có đóng hiệu thì... Bây giờ Tiến phải kiểm tra mới được. Coi cái vàng thật hay vàng giả. Phải chứng minh cho tất cả cô chú anh em hiểu hơn. Đây là một đôi bông tay rất là đẹp. Làm Tiến, nó đóng ngay đây nè. Đóng ngay cái tay bên đây em. Rồi thấy rồi, ngay là cái tiệm vàng của người ta, VV á. Rồi thấy rồi, đây có rồi nè. Đây, có đây nè.
đây là một chiếc cà gá, còn đây là cặp đôi bông tai rất là đẹp, à, rất là đẹp. Còn bên kia kìa, đâu? Nè, đây. Rất là bông tai. Coi như là một cặp bông tai và một sợi dây chuyền và một chiếc lắc. Đó, chị giá nữa, chiếc nhẫn, chiếc nhẫn nữa. Rồi, này tổng cộng là 20 triệu 900 ngàn. Anh đọc cái từng cái mình cái cặp bông tai nhiêu tiền rồi. Nó có 20 triệu. Của cho nó. Này số lượng vàng ạ. Chúng tôi biết nữa. Chiếc nhẫn là trong lúc tính lộn cái 61. Cứ đi khỏi vòng tròn. 6/1 á. 6/1 hả? 5/7. 6/1, chiếc nhẫn là 6/1. Dạ. Chiếc đôi bông tai là 5/7. Cộng dây chuyền thì 2/7. 2/7. Còn cái kia là 1/99 đó. Cái này là gì? Gần 2 chỉ á, lắc, lắc. Lắc. Gần 2 chỉ. Lắc là gần 2 chỉ, 1/99. Dạ. Có như 2 chỉ. Có như 2 chỉ đi. Tiền còn lấy. Đây là cái có cái biên lai là ba vàng nè, 2 triệu 20 triệu 900 ngàn ở Phan Thiết. Tiền vàng ở Phan Thiết, tiền vàng ở Phan Thiết nha, mười mấy triệu đây. Còn đây là nhiêu, đây là cái số tiền, cái số tiền mà tiền mặt nha, là trước khi là nếu mà bữa này mình đi đưa bông này tiền trả hả chú. Để con đếm luôn coi nha, 15, 20, 15, 20, 55, 30, 55, 40, 55, 60, 55, 70, 75, 100, 10, 10, 15, 20, 25, 12 triệu 500 ngàn. Anh đây 50 triệu nè. Rồi trong cái thẻ này là còn 50 triệu. Rồi bây giờ chú đi, bây giờ con hỏi luôn. Bây giờ chú cưới một người vợ, chú đi khoảng bao nhiêu tiền? Chú nói rõ như là cái này là hết chân luôn hả? Tổng cộng là cái này là vàng 20. 20 cho nó 21. Tiền đi, tiền là cái này số. Tiền coi như là tổng cộng là kể như 21 đi. Còn có 100 ngàn nữa, vậy 21 rồi. 21 với kia 13 nó đi. Rồi đúng rồi. Cái nào 13? 12 cũng được, 12 rưỡi. Không, mình chạy trên đúng 12 rưỡi thôi. Đó. Là 33 rưỡi dưới đây 50 nữa. Ở đây 50 triệu nó là 83 triệu 500 ngàn. Tổng cộng này trong này 50 là nói chung ra là đi hết luôn. Thì để làm gì vợ mà. Dạ, nhưng mà phải chú nói như này. Dạ. Chính công cảm chú nói là cái cô đó phải ra đăng ký kết hôn với chú mới được. Phải ra đăng ký kết hôn. Ra phường cũng như chấm như vợ, còn không đăng, cô mà không đăng ký kết hôn. Không, bây giờ con nói như thế này, khi mà mình cưới người ta xong rồi phải đi ra đăng ký kết hôn thì ý phải cưới có, trước có người nào thì cưới cho sao, có người nào giao kèo có người nào giao kèo rồi thì tiếng nói con đứng ra là con, phải đứng con ra bảo lãnh giùm cho chú. Không phải, không phải là kết hôn để mình lấy không bảo lãnh thì con nói chung nghe, ở đây là con chỉ là người làm chứng. Nhưng mà cô đã phải đăng ký kết hôn mới được. Đúng rồi. Ý chú muốn mày cô đó đồng ý thì bây giờ con nói chú nè, bây giờ trước khi chú muốn cưới cô đó, cưới xong qua ngày sau dắt tay ra phường xã đúng rồi. Là đăng ký kết hôn luôn. Mới có con đi theo luôn. Mới dạ dạ. Mới chứng lấy được. Còn bây giờ mấy em con đi theo luôn. Không thì chú cũng ngại. Dạ. Không chú giống quen. Mà bây giờ con nói chú nha, cái này là nó nấu trên giữa cộng đồng mạng. Đúng rồi. Cái số tiền, số vàng, cái thẻ còn 50 triệu là chú phải làm y gan vậy nha. Không để chú mất lời. Không đã gì. Ở trên video này là có chú đâu mất lời đâu. Dạ, đúng rồi. Chú đăng ký đàng hoàng. Đúng rồi. Đăng ký cho hết cái tiền này luôn. Đó. Tiền này. Thì nói chung ra là tiền vàng. Thì bây giờ cái này là chú đeo lên cho người ta. Cái này là hết là. Còn cái này là để chi phí nè. 12 triệu 500 ngàn. Cái này để chi phí. Nữa. Cái này để chi phí. Chi phí. Tổng chi phí. Thì ví dụ. Ví dụ xong rồi thì mình chọn ngày nào tốt á, 5 ngày 3 ngày sau rồi đó. Dạ. Thì có thể làm kết hôn trước là đám cưới sau cũng được. Còn đám cưới trước cũng được. Dạ. Sau cũng được hết. Dạ. Chú ở đây vài ngày. Đúng không? Cho mới xong cái công chuyện rồi. Dạ. Lúc đó thành vợ thành chồng luôn rồi mới được. Dạ. Đó, ý chú nói là chú cứ gấp luôn. không cần thiết cái gấp. Tôi hẳn mấy ngày, đâu hẳn bao lâu. Do cái bên kia thôi chứ chú đâu có biết, chú rảnh mà. Do bên kia tôi khi ta còn bận rộn là mình phải chọn ngày tốt rồi, hay là có bạn bè hay là tan chế rồi sao mình không biết được. Dạ dạ. Còn chú sạch sẽ rồi đó, chú không có bị gì hết. Dạ. Không quên. Chú còn tan. Tan bao lâu? Chú tan bao lâu? Bao lâu rồi? 3 năm hả? Chú còn tan, chưa cưới luôn được. Mà đâu có cưới gì đâu thì bây giờ cũng
cái này bài, là chỉ bài, là mâm vàng mâm cơm ra mắt ông bà chứ đâu có gì. Mua thêm chút nữ trang để cho cô đem hay là để cái này làm vốn làm ăn ví dụ không gì. Bây giờ cái nữ trang gì cũng đủ rồi cái số tiền nếu mình đưa tiền mặt là 12.500.000 và số cái tiền mà thẻ nữa là 50 mới rút ra luôn nha, phải rút ra, phải rút đưa tiền mặt luôn, đâu được có đó quay lên phim đàng hoàng chứ. Là tổng cộng là 83 triệu không có, một cái tiền mặt thôi, tiền mặt là 62 triệu 62 triệu 500 bỏ đi, 500 bỏ đi, cải cộng luôn đâu thì chú đây lấy 52 triệu 62 triệu cho nó chẳng đi đúng không, chú sạch sẽ rồi đúng không, sạch sẽ rồi là cho bọc cho 12 triệu đi đúng không, rồi chẳng nó vậy 62 triệu tính rồi, bây giờ cho 12 triệu đi, 12 triệu với nay với 50 triệu không thể rút được ở đâu cũng không rút được, 62 triệu là cái tiền này là giờ bên đàn gái người ta chuẩn bị mâm bàn rồi nè, đó còn dư nhiêu làm vốn, dạ đó như làm vốn. Mà bây giờ con nói chú như thế này là chú phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới tìm hiểu với nhau mới đến với nhau chứ không nên vội vàng nghe chú. Rồi cảm ơn. Dạ, cái đó con đã thật suy nghĩ cho kỹ. À, thầy Tiến cũng nói rõ cho tất cả các chú anh chị em luôn, những cái số vàng này là vàng thật nha. Tiến kiểm tra có giấy tờ hẳn hồi, có vàng có đóng mộc luôn. Thì không thể nào mà những cô chú anh em nói đem ba vàng giả nha, tại vì ở đây là có giấy tiệm vàng đàng hoàng đó, nên cô chú anh em hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hả bình luận. Thì nói chung ra là cô chú anh em có bình luận coi chú như thế nào thì cái đó là quyền của cô chú anh xem đó. Thì Tiến thì là một người dẫn chương trình để mà tìm nửa yêu thương, thì Tiến phải kiểm tra đâu đó cho nó gàn, làm cho nó gành mặt đó. Thì nói chung ra là hôm nay là chú đem đến đây là những số nữ trang vàng là chứng minh để mà chú muốn tìm một người vợ để sống bên nhau với chú trọn đời. Thì bây giờ chú có muốn nói lời nào thật tặng đáy lòng của chú để cho mấy cô nào phải yêu chú thật lòng mà chú cũng phải yêu thương người đó là phải thật lòng. Cũng thưa Tiến với lại mấy chú YouTube. Thật sự mà nói thì cái hoàn cảnh của cô ngày bữa giờ tôi cũng trình bày hết rồi ở giữa cộng đồng mạng rồi. Cái hoàn cảnh tôi cũng trình bày với cộng đồng mạng rồi. Mà nói chung tôi buồn cái là các anh các chị á, các cháu cũng đặt có người đặt đánh con tôi thôi, cháu tôi thôi mà lên chửi rủa tôi, nói thằng này thằng nọ, già này già nọ, tôi buồn quá. Tôi ngủ không được, cả đời tôi không ai dám xúc phạm tôi đâu. Tôi nói thật. Hôm nay tôi cũng nói cho các anh chị nghe luôn, tôi là giáo sư lận. Tôi ra tôi dạy, tôi qua tay qua chân thì tôi phải giảng bài, tôi phải đưa tay lên chân thì tất cả ai biết cái gì cũng được hỏi tôi hết. Ở đây tôi nói thật lòng, không kinh thì gặp điện thoại tôi, lát tôi cho số điện thoại tôi, ai có biết gì điện thẳng tôi khỏi cần tôi trả lời cho. Thì bây giờ tôi qua tay qua chân bao nhiêu năm nó quen rồi. Chú ơi, đó. Cho con xin lỗi ngắt ngang. Thì bây giờ nó ác cái, bây giờ thì hôm nay tôi ngồi im tôi không dám qua tay qua chân nữa. Bị ném đá nhiều quá, đó nãy giờ tôi ngồi im. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì tôi nói, tôi hy vọng tôi nó hơi nhanh. Không phải tôi ham nói đâu, hy vọng con người mà như Tạ Bích Loan đó, Tạ Bích Loan là tiến sĩ ngôn ngữ học là cũng là nói nhanh thì tôi thấy đâu ai phê phán đâu, mà tôi nói nhanh thì bị phê phán. Tạ Bích Loan là bắt á, thì cuối cùng tôi bị phê phán, cho nên anh em cộng đồng mạng trước khi phê phán tôi thì cũng phải biết cái lý lịch của tôi, đó không biết nhà cửa tôi thật tôi đâu có xạo điếm ai đâu, đúng không? Tôi thật cả đời tôi nói thật với anh em á, tôi rất là tôn trọng con người. Tôi thật tình mà vô tình tôi lên mạng tôi kiếm vợ thì tôi bị ném đá nhiều quá, 100 người thì hết 99 người ghét tôi rồi, nói ông nó cái mặt khó ưa, nói ra nước bọt nước răng không có, mà răng tôi như vậy không có thì sao không có răng được, không có lấy gì tôi ăn đúng không, mớm không có tiền trồng răng ở chỗ mớm thì già bây giờ 66 tuổi phải mớm chứ. Thì mấy người đó thì cha mấy người cũng mớm vậy, cha mẹ mấy cái cộng đồng mạng cũng mớm vậy đúng không, tự nhiên nói tôi mớm được cha mẹ mình sao, mình nói cha mẹ mình mớm trước rồi đúng không, ông mớm sao. Chú ơi, mà nói cho chú nghe nè, người ta nói mình thì nói nhưng mình cho nên ông bà già xưa nói như vậy, nói lại gì được chú, kỹ sở bất dục vật thi ư nhân. Những cái việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác đắc nhân tâm. Tôi nghĩ rằng tôi nói kỹ sở bất dục vật thi ư nhân đó. Rồi bây giờ cộng đồng mạng được nói tôi lý sự á, đó tôi nói rất rõ ràng, tôi có ăn có học mà đúng không. Thì tôi bây giờ cuối cùng là tôi cũng nhờ mấy chú giúp được kiếm được tôi một nửa bánh trình. Chứ giờ nói nhiều nó cũng thành ra nói nhiều nó cũng thành để dở. Hôm nay tôi ăn mặc rất đàng hoàng,
mấy ông già này không có tiền mặc mua bộ đồ, không có mặc cái buông đá quý, trời ơi là trời, thiệt khổ ghê. Thôi còn cái chuyện đó mình bỏ qua, nói thì bỏ qua đi chú ơi. Thì nói chung ra lên đây thì thôi, có thôi, nhiều thôi, ý kiến trái chiều nhau. Thì chẳng được chú xin nói thêm câu nữa. Dạ. Chú cắt lời. Đây đây chú cắt lời nha. Dạ, dạ. Chú ấy. Dạ. Hôm nay là bây giờ cái tổng tài sản tôi tiền có thì tôi bán ra. Nói lớn lên chú. Tao qua từ từ. Xe chạy qua cái xe con răng. Chú anh em thông cảm nha. Tại vì ở đây xe chạy quá nhiều nên có hơi ồn á, thì cô chú anh em thông cảm giùm cho tí nha. Tôi đã nói rõ trong mạng rồi, trong cộng đồng mạng rồi, cái thời gian mấy tháng nay á là cái thị trường cả thế giới luôn, kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam toàn bộ là kinh tế nó đang gặp khủng hoảng. Thợ hồ, thợ mộc mua bán tất cả các thứ trên đời nó đều chậm hết, thì kể cả đá quý, cái trang sức là ai bữa nay ai mà mua đeo. Cho nên ba tháng mấy này tôi không bán được một xu đá quý nào hết. Yeah. Thì từ chỗ đó nó cũng hơi khó khăn chút vấn đề kinh tế. Yeah. Mua rồi bán không được, ôm đó mua nữa, ôm đó hết tiền luôn. Cho nên bây giờ cái, nhưng mà hôm nay tôi vẫn kiếm được số tiền để tôi cưới vợ. Yeah. Là tôi cũng không phải là cái người dở rồi, đúng không? Đó thì như vậy là tôi cũng mong kiếm được một cái mảnh tình nào, cô nào mà cũng biết thương yêu tôi giống như tôi thương yêu cô đó. Yeah. Để hai người kết nối lại để sống cuộc đời còn lại. Yeah. Nhưng mà tôi cũng nói thật, nếu mà cô nào gặp tôi thì cái cô đó cũng có nói thiệt là mà nói không biết làm mua bán, thì cũng biết mua bán là tôi gặp. Yeah. Tôi rất là nhiều việc mua bán đó. Không phải ngành đá quý không, mà rất là nhiều cái gì cũng tôi cũng mua bán được hết. Yeah. Cả đời tôi khổ mà. Yeah. Tôi lăn lộn ở ngoài xã hội rất là nhiều. Yeah. Tôi cũng không thể nói dốc đâu, cho nên bà con đừng nói tôi nói dốc. Ví dụ như quần áo, rồi lãi bô, rồi dép guốc, rồi gì. Tôi nói thông cảm, cái gì tôi cũng biết hết. Yeah. Tôi dẹp đá quý hoàng bên, tôi vẫn kiếm được tiền. Yeah. Để được cuộc sống, nó dằn co được. Yeah. Mai mốt đá nó mua bán, đá nó hình thành lại, thì lúc đó tôi kiếm được khá tiền chút. Hồi nãy khi mà chú cháu mình đi ăn cơm á, còn với chú với anh Tiến rồi đi ăn cơm á, chú có chia sẻ con một câu chuyện là chú vẫn có lương hưu đúng không? Chú có lương hưu. Dạ. Một tháng chú được 8 triệu, mà cái này chú bí mật, chú bí không mật. Nói. Không, cái này bây giờ lỡ chừng rồi chú không nói được. Dạ. Đó dạ. Cái này, đây là vấn đề tâm linh. Dạ. Chú sẵn đây, sẵn nhận tiền đây, chú chữa bệnh được. Bỏ đi. Chú cũng không nhận tiền bạc qua đâu. Bỏ đi chú ơi. Rồi. Thì con cũng nói chung ra là Tiến thì chỉ là người chia sẻ thông tin thôi. Rồi chú coi trên video hay là hoặc cô nào coi trên video của Tiến và mấy anh em ở đây thì cảm thấy thích thì liên hệ với Tiến. Rồi. Chứ mà còn mà để cái chuyện mà hai người đến với nhau, thật sự là nói là Tiến không có xúi vô bàn ra hay là bàn vô, Tiến không có gì hết. Rồi. Tiến là chỉ là một người chia sẻ thông tin, chú thích cô đó thì chú chọn cô đó. Thì sau này nếu mà có cái chuyện trục trặc xảy ra là con không có liên can nghe chú, tại vì chú chọn, chú lựa chứ không phải con lựa đó. Thì con cũng khuyên chú như thế này, bất cứ cô chú hay là anh chị em nào cũng vậy, thì muốn tham gia chương trình hay là muốn tìm hiểu một người nào đó thì phải suy nghĩ cho kỹ càng, là tìm hiểu cho kỹ càng hơn để mà mình đến với người đó, chứ không thể nào mình quen vài ngày rồi mình đến với nhau rồi lại vài tháng hay là một năm là lại chia tay nhau, thì cái điều đó là không được tốt. Thì con cũng khuyên chú mấy lời vậy thôi. Rồi sau khi kết thúc chương trình, chú có muốn nói lời nào với tất cả của chú anh chị em? Chú cũng muốn nói như vậy, đời con người á thì mình không thể mình chờ cơ hội đến. Rồi. Mà mình phải đi tìm cơ hội. Rồi. Không thể chờ cơ hội đến mà phải đi tìm cơ hội. Rồi, đúng rồi. Thì chú tìm hai cơ hội thì nó đều hỏng mất. Một lần là chú chạy xuống cái kênh Minh Tân thì gặp cái cô Hà ở Vũng Tàu. Chú cũng hai người cũng khắc khẩu. Yeah. Rồi chú cũng không đồng ý, tại vì chú nghĩ theo của chú nhận xét cái khả năng của chú á là tìm hiểu phải tới nhà người ta tìm hiểu trực tiếp, chứ không thể tìm hiểu trên cái máy điện thoại được. Dạ đúng rồi, theo chú nghĩ mà không biết đúng hay sai. Dạ. Đó, tìm hiểu bây giờ cô thật tình cô mời anh nhà về nhà cô chơi, anh ngủ khách sạn gần nhà cô, hai người tìm hiểu. Thứ hai, cô anh mời một hai người bạn của cô, ba bốn người cũng được. Yeah. Tới nhà anh địa. Yeah. Phương anh tìm hiểu mà cô ta không chịu. Yeah. Cuối cùng ra thì cũng là chia tay. Yeah. Thứ hai là bắt đầu lên đây thì cũng thật tình mà nói cũng may mắn là kiếm được cái cô vợ ở Vĩnh Long, cô Thúy rất là đẹp, người đẹp nết. Yeah. Đó, ước cô không được nữa, may mắn rất là may mắn. Rồi đến hồi chú về chú mua nữ trang đồ hết rồi chú xuống chú cưới vợ,
thì trục trặc là cô con đó là không không chú mình đừng nói, mình đừng nói chuyện không con không cái, con à. Của cô đó là không 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 có đồng ý á. Dạ đúng rồi đó, không đồng ý đó chú dạ, dạ. Đâu nói gì đâu dạ, dạ. Thì con cô đó không đồng ý, không cho cũng như là mẹ sao mẹ không được đó, chú lại buồn. Cuối cùng ra hai người cũng là biện định. Dạ. Rồi bây giờ tới đây nó lần thứ ba mà trong đời người nhúc quá tao, mà nếu mà lần này không được nữa thì thôi chú cũng đầu hàng luôn, thì chú về quê lại đó, cũng hết sức rồi. Nhúc qua tam, nhúc qua tam đúng. À, thì nói chung ra là chú lên kênh của Tiến cũng được 2 lần. Đúng đúng. À, thì cái lần này thì chú chứng minh là chú muốn đi tìm một người bạn đời thật sự, thì có tiền vàng đầy đủ hết. À, thì thôi Tiến cũng tạm dừng cái video hôm nay. Thì Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh chị em một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Có thương mấy anh em ở đây thì cho mấy anh em một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh, nhấn thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha. Thôi chào khán giả đi chú. Dạ dạ dạ.